Xin kính chào quý vị khách hàng, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay đồ gỗ Thịnh Phát vừa hoàn thiện xong tủ thờ vuông hai cánh gỗ cẩm lai. Tủ này được thiết kế là kích thước là cao 1m27 và chiều ngang 1m27 và chiều sâu 81 quý vị. Đầu tiên là sẽ quay cái mặt bên hông quý vị xem. Đây là mặt sau cho quý vị. Tủ này thì được khách hàng đặt theo yêu cầu. Hôm nay em sẽ quay qua một chi tiết nhỏ để giới thiệu cho quý vị. Sau đó bên đồ gỗ Thịnh Phát sẽ đi bàn giao cho khách hàng. Còn đây là mặt rên quý vị nhé. Tủ này được thiết kế đóng theo cái lối cổ điển ngày xưa và được hai cánh mở ra cho quý vị. Bên trong cái cánh này là có một cái chốt mình chốt lại như quý vị nhé. Rồi nó có hai tầng và chia ba ô để đồ rất là tiện lợi như quý vị. Tủ này được thiết kế đóng hoàn toàn là gỗ cẩm lai. Quý vị nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà cái ván rất là nhiều như quý vị, cho nên là cái giá thành nó hơi cao hơn những cái đồ khác. Đây là có hai cái khóa, hai cái núm mà mở vào mở ra thì rất là tiện lợi cho quý vị. Nếu như quý vị khách hàng nào có nhu cầu xin liên hệ với đồ gỗ Thịnh Phát. Còn mặt trên này là có cái ổ kéo, cái bàn kéo vào kéo ra để đồ cho quý vị. Quý vị khách hàng có quan tâm xin hãy liên hệ đồ gỗ Thịnh Phát số điện thoại hoặc truy cập vào trang web đồgỗthinhphat.com. Người thất cũ cẩm lai.com, trong đó có rất là nhiều sản phẩm và nhiều thông tin. Đến đây thì video cũng đã gần hết. Xin chúc quý vị khách hàng luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp lại video lần sau.